Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Hôm nay là ngày 29 tây tháng 5, ngày thứ bảy tại Hoa Kỳ Ở Việt Nam, đó, cái lúc mà Thuần làm cái video này đã là ngày Chủ nhật rồi Thì giá Bitcoin đó là 34.000 đô và thường là thứ bảy thường không có làm video Tại vì dành một ngày để mà nghỉ ngơi Nhưng mà hôm nay đó chúng ta được là tuần thứ ba liên tục Mà chúng ta được là cuối tuần đó thì không có nhiều giao dịch, không có nhiều tin tức Nhưng mà giá cả lại đi xuống các bạn thấy được giá bình không bao giờ là 34.000 đô Nhưng mà các bạn thấy là cách đây không lâu Hồi tối hôm qua đó khi mà Thuận đi ngủ đó giá Bitcoin là 37.000 Thì sau khi mà chúng ta thấy được giá cả cứ dao động từ mức là 34.000 lên tới 37 38.000 thì lại bị đẩy ngược trở xuống Thì Thuận muốn làm một cái video để mà chia sẻ những cái thông tin với các bạn Và cuối tuần đó thì không nhiều thông tin nhưng mà cũng có một số những thông tin nổi bật mà thường nghĩ là các bạn cũng nên biết cũng như là chúng ta tìm hiểu một số những cái tài liệu on chain xem coi bây giờ đó là ai đang bán và quan trọng hơn là tình hình bây giờ đó mọi người cảm nhận như thế nào ở trên những cái diễn đàn ở trên những cái mạng xã hội vân vân thì chúng ta trước hết thấy được là giá bịch khôi đó ở mức là 33.934.000 đó thì tính theo quy định thì các bạn đều là tính theo quy định để thường chuyển qua thành biểu đồ nến ngày đi cho các bạn dễ thấy thì chúng ta chuyển qua biểu đồ nánh ngày mà nếu chúng ta tính từ cái đỉnh là 65.000 mà xuống tới cái mức hiện tại đó là 33.800 thì các bạn thấy được chúng ta đã xuống tổng cộng là 47,78% còn chúng ta tính giờ này ngày này nhưng mà một năm trước thì chúng ta thấy được là cái ngày 29 tây tháng 5 một năm trước thì giá cả là bao nhiêu thì các bạn sẽ thấy được là ngày 29 tây tháng 5 của năm 2020 đó đó chính là cái thời điểm này thì từ ngày 29 tây tháng 5 lúc đôi giá Bitcoin là khoảng 9.700 đô mà chúng ta tính tới cái mức hiện tại đó, thì các bạn thấy được là giá Bitcoin vẫn tăng 250% trong vòng 12 tháng qua nhưng mà đây là một điều rất là quan trọng tôi muốn chia sẻ với các bạn tại sao chúng ta lại nói tới là cái đây một năm cho nên bây giờ đây thì giá vẫn tăng từ 9.700 đô lên tới 34.000 đô là vẫn tăng cái con số là 250% điều này chúng ta sẽ nói tới thêm một lát nữa khi mà chúng ta nhìn vào những cái dữ liệu on chain nhưng mà chúng ta nhìn chung thị trường thì đương nhiên thị trường là màu đỏ thì phần lớn những đồng là màu đỏ các bạn thì được ngoại trừ những cái đồng ổn định ra như là đồng Tether hay là các bạn thấy có đồng BUSD, đồng USDC phần lớn đều đi theo xu hướng của Bitcoin và nhiều đồng rất là đỏ. Các bạn thấy là càng đỏ thì cái phần trăm đi xuống càng nhiều. Chúng ta nhìn vào cái top 100 ngày hôm nay thì đương nhiên các bạn thấy được là không có đồng nào thoát khỏi cái màu đỏ hết. Chúng ta nhìn vào những đồng như là Bitcoin đó thì xuống khoảng chừng 5,8%. Nhưng mà những đồng khác đó thì xuống gần như là gấp đôi như là Ethereum thì xuống Uh, Binance Coin thì xuống 9,5%, Cardano xuống 12,2% và vân vân. Đương nhiên hôm nay là một ngày mà không tốt đối với rất nhiều đồng. Chúng ta refresh channel lại coi coi là trong cái top uh, 100 này đã những đồng xuống mạnh trong vòng 24 giờ qua là những đồng nào? Chúng ta có Helium xuống 21%, Polygon hay là gọi là Matic là xuống 17,5%, Uniswap thì xuống 100% cũng tương tự. Chúng ta nhìn vào những đồng nào mà tăng trưởng mạnh nên thì vẫn có những cái đồng như là các bạn thấy là Pondiax À, tăng 50,5% và Horizon thì tăng 16,9% Còn lại ngoài trừ hai thì phần lớn các bạn thấy đã đi hàng ngàn hay là đi xuống ngày hôm nay Chúng ta nhìn vào tin tức đó, thì cuối tuần không có nhiều thông tin nhưng mà chúng ta cũng có một số những cái thông điệp lại đến từ Trung Quốc Các bạn biết được là những thông điệp đến từ Trung Quốc trong vòng 2-3 tuần qua thì rất là nhiều Liên quan đến cấm đào hay là liên quan đến cấm sử dụng sàn giao dịch vân vân những cái thông tin chúng ta đã biết trước đây nhưng mà lại lập lặp lại Thì bây giờ đó, ngày hôm qua, đó, dựa theo thông tin của Woo Blockchain thì lại có một cái cảnh báo Liên quan đến những cái người mà Trader sử dụng hợp đồng tương lai hay người gọi là Futures Thì đây là cái hình chụp của Binance Futures cảnh báo ở trên TV ở Trung Quốc đó Là những người ở Trung Quốc đó thì nên cẩn thận khi mà sử dụng hợp đồng tương lai Tại vì có thể dẫn đến thua lỗ Thì đương nhiên các bạn sẽ được là hợp đồng tương lai đây là một cái công cụ trong thị trường tài chính không phải là được sinh ra tại vì chúng ta có crypto mà hợp đồng tương lai là một công cụ được sử dụng rất là rộng rãi trong thị trường vàng, trong thị trường cổ phiếu vân vân Cho nên không phải là chỉ riêng ở thị trường crypto và đây là một cái loại công cụ tài chính cũng như là tất cả những công cụ khác các bạn thì được là chúng ta không có phải là futures là xấu hay là tốt mà quan trọng là các bạn sử dụng nó như thế nào. Giống như là các bạn nghĩ tới đi nếu như chúng ta thấy là những công ty lớn nó sử dụng future sẽ làm gì để cho ổn định giá của hàng hóa giống như là các bạn đi vào quán cà phê đi thì nó lấy ví dụ ở Hoa Kỳ thì chúng ta có quán cà phê Starbucks thì giá cả các bạn nhìn vào trên thị trường đó giá cả của hạt cà phê thì lên xuống theo ngày theo giờ nhưng mà tại sao mà khi mà các bạn đi uống cà phê đó thì giá cà phê của Starbucks ngay nay qua ngày nọ cũng giống nhau tại vì họ sử dụng hợp đồng tương lai để mà ổn định giá cả họ mua hợp đồng tương lai để cho họ có thể lấy được hạt cà phê ở mức giá mà họ chấp nhận cho nên giá mới ổn định lại đây là những cách mà người ta sử dụng hợp đồng tương lai và đương nhiên ở trên thị trường crypto cũng có sử dụng trong tương lai và phần lớn là được sử dụng từ những cái người mà thợ đào những cái hội đào họ sẽ sử dụng trong tương lai để đảm bảo cái giá khi mà họ đào thì sau này đào xong họ sẽ bán được cái giá nào để họ có thể là cân bằng cái chi tiêu của hội đào của họ được nhưng mà đương nhiên là trên những sàn dịch các bạn cũng có thể sử dụng trong tương lai và các bạn cũng nên cẩn thận đó là sự thật tại vì nó cũng như là một công cụ như là một cái búa gì đó các bạn giỏi thì các bạn có thể đào đóng đinh sử dụng cái búa để mà đóng đinh nhưng mà nếu như các bạn sơ ý các bạn hoàn toàn có thể là đóng vào cái tay của các bạn cho nên các bạn cần phải cẩn thận thì đây cũng là những thông điệp đến từ Trung Quốc nhưng mà chúng ta thì được là những thông điệp này là chủ yếu là tiếp tục cái con đường là cảnh báo mọi người ở Trung Quốc liên quan đến thị trường tiền kỹ thuật số nói chung thì cái mà tôi không hiểu đây đó là chúng ta thực sự còn bao nhiêu những người mà ở Trung Quốc mà giao dịch tiền kỹ thuật số thông qua những cái sàn Tại vì các bạn thấy được là trên căn bản từ năm 2017 đó thì người Trung Quốc đã không thể giao dịch thông qua những cái sàn nhưng mà chúng ta vẫn biết những năm như là 2018, 19 đó, thì vẫn còn nhiều người Trung Quốc sử dụng những sàn quốc tế như là Binance vân vân. Tại vì họ sử dụng VPN để mà ẩn cái nơi của họ nhưng mà các bạn thấy được gần đây đó thì nhiều sàn đã có những cái quyết định là họ sẽ cẩn thận hơn và không cho người Trung Quốc tham gia vào sản của họ như là sàn Bybit vân vân nhưng mà chúng ta được là thực sự là còn bao nhiêu người và thực sự có phải tin này dẫn đến giá cả đi xuống trong vòng mấy tiếng đồng hồ vừa qua hay không thì thuận không nghĩ như vậy nhưng mà đây cũng là một thông tin mà thuận muốn chia sẻ với các bạn thông tin kế tiếp đó là thông tin này đã đến từ ngân hàng trung ương của nhật bản thì nhà hàng trung ương nhật bản đó trong cái cuộc phỏng vấn thì nói là ngân hàng đang thử nghiệm tiền điện tử yen của Nhật Bản để mà thay thế cái tiền hiện tại thì các bạn thấy được là bây giờ quốc gia nào thì cũng đang có những thông điệp tương tự là họ đang thử nghiệm tiền điện tử của quốc gia và Nhật Bản là một nơi mà trong cái thời gian mấy năm qua cũng rất là chào đón thị trường crypto này là một nơi mà trên căn bản người ta có thể là giao dịch rất là thoải mái có nhiều sàn giao dịch những đồng được giao dịch nhiều ở trên những cái sàn của Nhật Bản trong đó chúng ta có đồng Bitcoin, Ethereum, Monacoin vân vân trong vòng mấy năm qua Nhật Bản là một nơi mà cũng so với lại cái khu ở châu Á đó là một những nơi mà rất là tốt với thị trường tiền kỹ thuật số nhưng mà về các phương diện nói tới Bitcoin và nói tới một số những đồng khác đó, thì thống đốc của ngân hàng trung ương Nhật Bản đó thì nói là không có nhiều người sử dụng Bitcoin nhưng mà trên căn bản nó có rất nhiều người sử dụng Bitcoin các bạn thấy được là trong vòng thời gian chỉ là một ngày qua thôi đã có tổng cộng là 214.000 giao dịch Bitcoin và so với lại tháng 1 đó là có tới 398.000 giao dịch trong vòng một ngày và đi chúng ta chỉ nói riêng Bitcoin thôi chứ còn chúng ta nói tới Ethereum đó thì tổng cộng có tới 1,2 triệu giao dịch ngày hôm qua thì nếu như nói là không ai sử dụng những tiền kỹ thuật số đó thì không đúng nhưng mà nếu như mà các bạn nói tới là không có nhiều người sử dụng Bitcoin hay là những đồng khác để mà dùng làm phương tiện thanh toán hàng ngày khi mà các bạn mua hàng hóa hay là các bạn mua dịch vụ thì điều đó thì cũng có một số điều là đúng Tại vì các bạn thấy được là cái vấn đề lớn nhất bây giờ Đối với những quốc gia đó như là ở Hoa Kỳ Thì cái vấn đề lớn nhất đó chính là liên quan đến thuế Tại vì các bạn thấy được là tiền kỷ lục số đó như là Bitcoin Thì ở Hoa Kỳ bây giờ được coi như là tài sản Và yeah, đóng thuế như là tài sản Được bảo vệ như là tài sản Có nghĩa là nếu như các bạn dùng Bitcoin để mà thu mua hàng hóa Thu mua dịch vụ Thì các bạn khi mà trả Bitcoin đó, đó Thì thứ nhất đó coi như là các bạn bán tài sản Và nếu như mà các bạn có lời thì các bạn cần phải đóng thuế cho nên nhiều người đó cảm thấy là quá phiền phức và họ không muốn đóng thuế như vậy cho nên vì cái lý do liên quan đến thuế cho nên người ta mới không sử dụng tiền kỹ thuật số nhiều và thứ nhì nữa là liên quan đến là bây giờ chúng ta vẫn chưa có những cái cách sử dụng đơn giản các bạn thấy được là trong thời gian gần đây đó có nhiều công ty như là công ty gemini hay là công ty blockfi họ sẽ đưa ra những cái thẻ mà trong đó chúng ta có thể sử dụng như là thẻ tín dụng thông thường nhưng mà đứng sau lưng đó là tiền kỹ thuật số thì các bạn có thể là dễ dàng chạc giống như là các bạn sử dụng tiền mặt mà thôi thì sẽ đơn giản hơn chứ bây giờ nếu như mà nói là các bạn đi đâu các bạn cần phải lấy điện thoại ra các bạn phải à, gửi qua bên địa chỉ ví của người ta rồi sau đó phải xác nhận thì rất là phiền phức cho nên liên quan đến là tốc độ cũng như liên quan đến là thuế phải đóng khi mà sử dụng tiền kỹ thuật số đó là những lý do tại sao mà người ta không sử dụng trong đời sống hàng ngày tôi nghĩ nếu như mà chúng ta có những cái cách đơn giản hơn để sử dụng và quan trọng hơn là thuế đó phải coi như là giống như là sử dụng tới một mức nào đó thì coi như sử dụng tiền mặt chứ không phải là sử dụng tài sản thì người ta mới sử dụng nhiều. Đây là thông tin liên quan đến Nhật Bản mà nhiều người nói là có thể gây đến cái sự xuống giá. Thường thì nghĩ là thông tin này cũng rất bình thường mà thôi. Đương nhiên là các bạn không nghĩ là một thống đốc của ngân hàng trung ương thì lại sẽ nó tốt về tiền kỹ thuật số nói là một cái công cụ thanh toán đương nhiên họ sẽ không nói như vậy nhất là khi mà họ vẫn đang tiếp tục tìm hiểu và chuẩn bị cho ra tiền kỹ thuật số của quốc gia chúng ta nhìn vào tình hình thì khi mà giá đi xuống thì cũng có một cái điều tốt Nên như các bạn muốn nhìn vào những cái thông tin mà tốt thì bây giờ các bạn thấy được chúng ta nhìn vào cái giá trung bình trên mạng lưới của tvm nó bây giờ đã xuống chỉ còn có 7 đồng 95 cent khi mà các bạn giao dịch mà thôi so với lại cách đây không lâu đó ngày 19 tháng 5 đó các bạn thấy được cái phí trên mạng lưới của Ethereum lúc đó cái phí lên tới 71 đô và các bạn thấy được trước đó nữa là ngày 12 tây cái phí lên tới 70 đô so với lại tháng 2 đó cái phí là khoảng 40 đô bây giờ cái phí rất là thấp rồi có thể nói là cái phí À, đã trả trở về cái thời điểm là khoảng chừng tháng 1 của năm 2021 nhưng mà đương nhiên vẫn không rất cao so với lại cái T1 năm Cái bàn thị đường một năm trước đây đã phí chỉ có 51 cent mà thôi Nhưng mà bây giờ những bạn nào mà tại vì thấy cái phí trên mạng lưới Ethereum quá cao Trong thời gian gần đây cho nên không muốn làm một số những việc gì đó trên mạng lưới Ethereum Thì bây giờ có thể là cái thời điểm hợp lý để các bạn có thể sử dụng Ethereum để mà di chuyển đồng Tại vì bây giờ cái phí đang thấp